vội giờ thế nhàng, vẫn biết những danh vọng chỉ là hư ảo. Con thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những của cái kiếm tiền chỉ là nhau nhồi, những nguyên lang trên đời chỉ là mảnh khối. Những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quang thế âm cho tâm hồn còn luôn sáng trong, cầu xin quang thế âm cho cõi lòng con cùng với nhau. Và con xin kháng ghi những lời dạy từ bi chiếu soi, nguyện bình yên quý phước cứu chúng sinh, con chim đơn
được an vui, dứt sạch bao nỗi ưu phiền. Từng ngày trôi, lòng con thiết tha nguyện cầu, nhành dương liễu độ ban tươi mát thế gian. Vượt qua bao nhiêu lầm than, dắt lũ mê xóa tan não phiền. Thuyền tư nương đưa ta về bên bờ. Yeah.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 2022. Buổi chiều hôm nay chúng ta đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Được sự cho phép của Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ cho chúng ta tổ chức lễ 4 ngày 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Những đức rất là vui mừng khi thấy cái chương trình tu hành chư tăng ni và Phật tử khắp nơi nơi chúng ta tập trung về đây để mà cùng tu với cái pháp hội mà đông vô cùng trang nghiêm. Quý vị khắp nơi nơi mà chưa đi đến đây được thì chỉ cần coi qua thì thấy trong lòng cũng vô cùng hoan hỷ, thì hỷ. Quý vị thấy đông mà rất là trang nghiêm nha. Chiến này là quá đông. Vậy thì thấy rằng là cái việc mà phát tâm tu hàng Phật tử người ta rất là hưởng ứng. Và thêm cái nữa, những đức chia sẻ Phật Pháp, những đức nhắc rằng là chúng ta nương vào cái pháp hội đông gì mình tu để mình đem công đức này mình hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã mất. Tất cả những người chúng ta ai đều cũng có ông bà cha mẹ, cả người xuất gia cũng vậy thôi. Mà người xuất gia chúng ta thì cái ơn đối với cha mẹ còn nặng nữa. Đời này mình xuất gia là mục tiêu tu đạo giải thoát, nên có được những cái cơ hội tu gì mình hết lòng mình lễ Phật lễ Bồ Tát. Bây giờ mấy ngày trước chủ nhật rồi những đức chia sẻ, những đức nói rằng là dù là Phật tử chùa nào hay là quý thầy quý sư cô ở đâu chúng ta cũng đi đến đây tu được, vì mục tiêu của chúng ta là lễ Bồ Tát chứ không phải về đây lễ những đức. Đúng không? Mục tiêu mình là lễ Bồ Tát. Ông những đức này ông cũng là lễ Bồ Tát, ông cũng tu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thầy tu thì thầy đắc, mà trò tu trò đắc. Còn không tu thì bốc đắc. Hiểu chưa? Từ nơi đó mà mình lo mình tu. Thì phải nhớ dù là chúng ta mang cái thân là xuất gia ở cái cuộc đời này đi chăng, nhưng mà mình phải tự hỏi là chính mình là mình vẫn còn phàm phu mà. Đúng không? Chưa chứng quả. Đâu phải là cạo đầu xuất gia đắp y cái là chúng ta là Phật đâu, chưa. Chúng ta vẫn là phàm phu, vẫn còn một ngày ba buổi cơm ăn, vẫn còn bận đồ, vẫn còn bình thường trong cuộc sống này. Đúng không? Thì chúng ta phải cố gắng tu. Ai cũng phải cố gắng tu. Nên chúng trong chùa mình á, từ sáng mở mắt ra thì người đi nấu ăn, người đi làm việc, người đi rửa nhà vệ sinh, người đi sắp dép, người đi coi xe, người bảo vệ xung quanh chùa, tất cả các khâu của một ngày nhiệt tình làm. Vì sao? Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nương vào hạnh nguyện của Ngài
để mà chúng ta làm việc cho chúng sanh. Vậy thì tất cả những người xuất gia chúng ta cũng là nương vào hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, để mà mình vì tất cả chúng sanh có được một cái tướng xuất gia là tướng của Phật, mình lễ Phật, Phật tử kính trọng, lễ Bồ Tát, Phật tử kính trọng, mình tu hành, Phật tử kính trọng. Nên hôm nay người xuất gia tăng ni rất là đông. Tối khi lễ lại xong hết, phóng sanh rồi xong hoàn toàn, thì tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi ở đây có những người chúng ta muốn cúng dường cho chư tăng ni, thì mình cúng dường những đức cùng là 4 ngày những đức đều bỏ bao thư cúng dường. Dù biết rằng là những đức lo rất nhiều việc, nhưng những đức cũng chích ra một chút cái quỹ trong chùa để mà mình gỡ cúng dường cho chư tăng chư ni, cũng như tiền xe hoặc đổ xăng. Tại vì mỗi một con người chúng ta hiện tại trong cuộc đời này, dù cả người xuất gia thì đi xe cũng phải trả tiền, ghé vào cây xăng đổ xăng thì cư sĩ trả sao, xuất gia cũng trả gì à? Phải chi mà có quy định là người xuất gia mà đi xe mà không lấy tiền, rồi đi vô quán ăn mà không cần trả tiền, rồi đổ xăng không lấy tiền, vậy thôi khỏi cúng. Tại vì sao? Vì mua đồ cũng khỏi cần trả tiền luôn. Vậy thì chắc là xuất gia đông lắm á. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta cúng dường chư tăng chư ni kết duyên, nghe không? Nhưng mà khi xong chương trình hết, ngồi ổn định đàng hoàng. Bây giờ những đức thấy có những bà cụ già ở đây từ miền ngoài, mà họ đi vào tới trong đây để mà họ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Những bà già đó lụm cụm 90 mấy tuổi á. Nên chúng ta bây giờ còn sức khỏe, chúng ta dùng cái sức khỏe này để chúng ta tu hành. Đừng đợi tới tuổi già quý vị ơi. Tuổi già khó tu lắm nghe. Còn tất cả các cụ già khắp nơi nơi mà về đây, thấy cái hoàn cảnh ở đây và 3-4 điểm đậu tràng của mình, các cụ già nên sắp xếp tranh thủ vô chùa để ở tu niệm Phật, để tuổi già của mình được ta đưa tiễn mình về cực lạc nha. Chứ đừng có đợi si cù que hết xíu quách vô đây không nhận đâu. Gì nói trước á nghe. Cỡ nào cũng là đi được. Rồi vô chùa thì còn đi được, đi ăn cơm được, rồi đi tắm được, đi vệ sinh được, bèo gì cũng được 1-2 năm, 2-3 năm. Rồi lúc đó mình yếu thì ban tổ chức trong chùa người ta lo cho thì được. Còn nếu như mà đợi chừng nào mà đem băng ca gánh vô đây thì thôi chịu thua. Tại vì ai đâu mà lo như vậy được nổi quý vị. Ví dụ như cỡ nào cũng có cái móng được 1-2 năm đi. Còn mấy cô mà chồng bỏ chồng chê thì vô sớm còn ngon. Vô đây được phục vụ chúng mà được tu được nữa phải không? Nó bây giờ biết Phật Pháp rồi. Thiếu nợ chồng trả nợ cho chồng. Thiếu nợ vợ trả nợ cho vợ. Mà trả hết nợ sớm mà nó nói thôi tôi không cần bà nữa. Mình hỏi thiệt không anh? Thiệt. Tôi không cần bà nữa đâu. Bà đi phước mắt tôi. Nghe không? Rồi lúc đó mình nói vậy thì thiệt là không cần nha. Vậy thì em đi vào hộ pháp. Nghe không? Người ta không cần mình nữa. Chứ không phải là nghe đạo mà về tự nhiên buông xả chồng, buông xả vợ. Trong khi mình gầy ra, mà giờ có con rồi, bây giờ mình lại bỏ gia đình mình đi tu học cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Không có đúng, không phù hợp nha. Này không phù hợp á, không? Nên khác, mỗi hoàn cảnh nó có cái khác. Chừng nào mà người ta bỏ mình, chê chán mình đi, rồi mình đi tu. Đó là đúng nghe. Nó còn khỏe là ngon lắm. Vừa tu được mà vừa làm việc được cho chúng sanh. Còn mấy bà già thì cỡ nào cũng phải đi được, lo được cho bản thân mình. Dù là vô đây nhận, không nhận một cách, nhưng mà mình cũng phải lo cho mình được về cái cuộc sống đi đứng, rồi đi ăn đồ này kia. Dài 3 năm gì đó, rồi mình yếu đi thì ban tổ chức trong chùa người ta lo cho. Chứ nếu như mà những đức mà nhận cái người mà toàn là đem băng ca vô đây không chấp chịu thua, không lo không được, thấy không? Đó là nhắc rất rõ ràng. Nên ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà đông, thiệt là đông người, mà đi về đây người ta tu gì. Nên cái việc mà quý vị biết rằng là hình tướng xuất gia người ta tôn trọng mình dữ lắm.
hình tướng của Phật mà quý vị nhớ. Nên quý Phật tử người ta lễ ở đây nghe, mà người ta nhìn ra phía trước ta thấy người xuất gia mà lễ ào ào người ta cũng hứng. Nhưng những đức ở đây thì quý vị nhìn ngay điểm những đức là được rồi đúng không? Chừng nào mà những đức nằm cái vẹp quý vị nói thầy đức chết. Không? Mình là chờ hết mình. Nhớ chưa? Bữa nay mới có ngày thứ hai rồi nha. Mà bây giờ cũng chưa phải nói là ngày thứ hai. Tại vì sao? Vì chưa lễ xong. Đúng quý vị. Chưa lễ xong. Nó hôm qua là đi xong một đường rồi đó. Rồi bữa nay là chúng ta mới nửa đường rồi nghe. Sáng giờ mới nửa đường à. Bây giờ 500 danh hiệu là chưa vào đó, chưa lễ á, là còn nửa đường nữa. Nên quý vị nên phát tâm cho mạnh, đây là cơ hội nghe. Sau này có người nhắc đến á, có một cái pháp hội lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình nói có tôi trong đó đó bà. Thấy không? Có đó, sau này có lịch sử nhắc đến đó quý vị cho biết đó. Đây là cái việc làm mà từ xưa giờ ít ai làm đúng không? Bây giờ chúng ta nên chân thật phát tâm cố gắng. Thì những đức cũng động viên hết lòng thôi, những đức cũng phàm phu như quý vị. Sức khỏe thì có hạn thôi đúng không? Thôi mình cứ làm hết lòng đi. Nội mà cái việc mà mấy ngày nay là quý vị thấy Bồ Tát gia hộ rõ ràng. Bây giờ những đức nói cái hội chúng này mà Bồ Tát mưa xuống một cái chạy đâu? Chạy đâu? Thầy trò ngồi ngay chỗ này luôn, ngước mặt lên hưởng cam lộ. Hiểu không? Thì thấy không đông gì quý vị chạy đâu đó. Rồi bằng đêm á, con của Bồ Tát nằm ngủ ngoài sương đó. Quý vị yên tâm đi, quý vị đã có tâm hướng đến Bồ Tát, dù nằm ở ngoài sương đi chăng nữa nhưng mà cũng là sương cam lộ mát mẻ, nghe không? Chứ không phải là cảm lạnh bệnh hoạn đâu. Phải tin Bồ Tát, nó phải tin Bồ Tát. Nó có khi mà cứ ngủ trong phòng hoài, đêm nay thử ngủ ngoài chờ thứ ơi, đúng không? Nằm ngay pho tượng Bồ Tát phía sau nè, rồi nằm ngay chỗ nào xung quanh chùa là gọi là đắc giả lam tam bảo, phải không? Ta bắt đầu là nằm ngủ thử một đêm, thức đêm mới biết đêm dài, phải không? Thức thử một đêm đi, rồi thức một đêm niệm Phật, rồi những đức cho đèn xung quanh bật sáng suốt đêm, ai ngủ cũng được đi vòng vòng xung quanh chùa niệm Phật, chứ đừng có la sùm được, phải không? Đó, nên từ nào đó ai cũng là người chân thật phát tâm. Nên cái bài học tập chúng ta hôm nay là hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm dẫn dắt chúng sanh đến nơi an lành. Quý vị coi hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm á, trên đỉnh đầu Ngài có Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh nguyện từ bi cứu khổ cứu nạn, cứu tất cả chúng sanh khi kêu cầu, khi gặp nạn thì Ngài cứu. Như hồi tối Hòa Thượng Ngài nói, không lẽ bây giờ người ta té xuống sông một cái Bồ Tát vớt người ta lên, bây giờ Bồ Tát để người ta ngay cái mé sông đó, rồi lỡ người ta té xuống sông nữa một cái rồi bây giờ chết nữa thì sao? Không lẽ Bồ Tát đi cứu vậy hoài mất thời gian? Nên Bồ Tát cứu mình để kết một cái nhân duyên, rồi Bồ Tát mới dẫn dắt mình đi đến cái nơi mà không bị té sông nữa. Nên mới nói là dẫn dắt mình đi đến nơi an lành. Nên bây giờ có duyên với Bồ Tát thì Bồ Tát dẫn dắt mình để niệm A Di Đà Phật, về tới thế giới cực lạc thì không còn té sông té suối, không còn bị xe đụng, không còn dịch bệnh, không còn tai nạn. Đó mới là thật sự nơi an lành, đúng không? Đó. Nên sự mà cứu độ của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi là dẫn dắt chúng sanh cần được cứu giúp nhất thời thì Ngài cứu giúp nhất thời. Rồi chúng sanh cần cứu giúp mà giải thoát hoàn toàn thì Ngài chỉ cho cách để giải thoát hoàn toàn. Nên chúng ta phải cảm giác được cái tâm từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm quá đặc biệt. Nên mình về mình được ngồi trong một cái pháp hội này quá đặc biệt quý vị ơi. Quý vị coi bao nhiêu con người bây giờ đang hướng về cái hạnh nguyện Bồ Tát. Vậy thì tất cả người ngồi đây đều là người hiện tại phàm phu nhưng tâm hướng về Bồ Tát cũng như giống Bồ Tát, đúng không? Đó, giống Bồ Tát á, thì khi mà lễ mà đông gì đó, có cái bà nào bà lễ mà bà đưa nguyên cái mông vô mặt mình cũng nhìn cái mông đó mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm mà sao bực bội được biết không? Nó
Nên đã là cái tâm Bồ Tát thì khoan dung tha thứ hết. Nhớ nghe. Rồi tất cả những người mà xuất gia ngồi đây tối đêm nay lễ ào ào. Vì sao? Vì mình cũng có cha mẹ, mình hồi hướng cho cha mẹ mình. Hết lòng hết dạ, cũng như hàng cư sĩ. Trời ơi, người nào cũng nhiệt tình, hết lòng hết dạ, xanh xao vàng giọt mặt mày để lại. Mà đặc biệt lắm nghe, lại xong rồi khỏe dữ lắm. Cái lúc lại cũng te tua chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Lúc lại te tua đó, 3-4 đợt á. Những đức mà lễ đây có khi cũng quay mòng mòng nó chuyện dẫn chơi. Đầu lễ mà chón dáng mặt bài, có khi mà lễ xong cái mình nhìn tự nhiên sao, tự nhiên trước mặt mình sao mà người thành 2-3 người kỹ trợ. Không phải giỡn nghe quý vị, nó mệt á. Nó mệt mà như đức thấy người trước mặt mình là 2-3 người. Vì nghĩ đi, vậy đó mà cố gắng, trời ơi, có khi mà thấy yếu yếu mà người ta phía sau niệm yếu yếu mà mình cố gắng, mình dùng hết sức hét lên cái. Thấy không? Nhờ vậy mà Bồ Tát cũng bơm hơi. Chứ Bồ Tát mà không bơm miếng hơi nào chắc cũng le lử luôn. Chứ bị thấy không? Ca sĩ hát mấy bản thôi là đủ rồi đúng không? Còn mình mà hát cả ngày. Nó không, quý vị thấy ông thầy vậy, vị cũng thấy thương với ông vị. Tội nghiệp ổng chứ. Chắn ổng nhiệt tình, ổng dẫn dắt mình tội nghiệp ổng. Nên mình cố gắng phía sau mình lễ để cảm với bổn nguyện Bồ Tát gia hộ cho ổng khỏe, ổng lễ. Chứ gặp mà bây giờ mà ổng đuối quá, ổng té cái rầm đạo tràng tiêu rồi. Té cái rầm cái là tự nhiên mắc tư tưởng liền. Ông thầy hướng dẫn mình mà ổng té cái rầm cái là rồi xong luôn. Mình lễ bây giờ mình cũng không còn hứng gì mấy đúng không? Nên Phật Bồ Tát gia hộ cho những người thật sự có tâm. Nên những đức nói thật sự là mình nói mình phải tin Phật Bồ Tát gia hộ. Nội mà trước mấy ngày mà mưa ào ào, mà 2 ngày nay thấy không có mưa là mình thấy là cái điều đó trước nhất là thấy Phật Bồ Tát gia hộ 2 ngày. Chiều nay chuyển ầm ầm, nhưng mà thấy giờ này cũng chưa mưa. Thấy cũng gia hộ nữa, thấy chưa? Thì công nhận không? Nên trong đây nghe, người nào chúng ta mà còn lễ được lễ tới cùng nghe, lễ tới cùng luôn, phải phát cái tâm cho mạnh. Nó đau chân nhức đầu rồi chón dáng lễ đi tới cái câu mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm là quý vị biết rồi đó, biết rồi đó, thành công rồi đó. Còn có 7 lại nữa xong rồi, hiểu không? Hải Triều Âm 7 lại nữa là sao? Lúc đó rồi quý vị coi cái cảm giác của mình hừng hực lên. Nên cái người mà ngồi hoặc bỏ cuộc á, trời ơi giờ đó nó tiếc, đừng có nói nữa. Nó trong bụng nói nè, trời ơi nãy biết gì lễ phước cho rồi, tự nhiên bỏ cuộc bây giờ người ta xong hết trơn, mà mình mà không lễ được nó kỳ cục gì đâu. Thấy không? Nên mình phải gán. Ai mà không gán, những đức cũng gán nữa. Chứ bộ hay ho gì sao không mệt hả? Con người với bộ con bò sao không mệt? Bị coi người mà làm việc kiểu này mà không mệt mới sợ á. Thì coi công nhận không? Cả ngày nay nói chuyện, nhưng mà lên không lẽ bây giờ lên mà nói chuyện với quý vị mà quý vị cố gắng không? Cố gắng lại không? Cố gắng phát tâm đi. Trời ơi, thầy không kêu cố gắng mà kêu người ta chứ, kêu không nổi. Nên từ nơi đó quý vị phải nhớ là cố gắng hết lòng hết dạ mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái tâm ta phải cho mạnh thì mới lễ được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thôi chúc quý vị lễ được khỏe nha. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta đứng lên quý vị. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Các Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Các Đại Chứng Minh. Nam Mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Như Lai Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử, đó là đêm nay chúng ta lại ngủ bất danh nơi chùa Hộ Pháp. Đêm hồi hôm thì chúng ta lại nơi chùa Đại Đồng Lâm.
Hiện giờ thì các cái đạo tràng ở tỉnh Đồng Lâm là ba địa điểm cũng đều bắt đầu lại tiếp tục lại lên đó. Nếu mà ba đạo tràng, ba địa điểm đó mà tập trung vào đây hết á, thì không có chỗ đứng được. Cái điều mà tôi muốn nói á, tại sao chỗ nào Bồ Tát Quán Thế Âm là ngàn tay ngàn mắt, 32 ứng thân, tùy loại ứng hiện trong vô số vô lượng cảnh giới, các Phật tử ở nhà trong này có nhiều Phật tử ở ngoài Bắc, ở ngoài Trung, ở miền Nam chẳng hạn, mà cố gắng tranh thủ vào đây nghỉ ngơi, không có chỗ ăn uống đạm bạc, ngồi thức nhiều, khi ngồi thức cả đêm không ngủ được. Tại sao các vị không ở nhà mà lại mà phải vừa đây mà chịu cực khổ như vậy nữa mà lại điều đó đã nói lên cái oai lực của Bồ Tát kêu cảm cho các vị. Tự nhiên các vị có một tấm lòng kiên cố, có một tấm lòng thành kính, dù xa ngàn dặm cũng gác bỏ mọi công việc ở đây để mà lại. Bởi vì cái lòng từ bi của Bồ Tát trang trải khắp hết mọi thế giới, mọi chúng sanh, cũng giống như mặt trăng mọc lên thì rọi khắp hết ngang hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng rọi hết chứ không phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái nhà tôn, nhà lá, hoặc chúng ta ở trong một bụi cây thì ánh trăng đó không rọi vào được. Như vậy chúng ta có thể nói là tại mặt trăng nó không rọi đến không? Chắc chắn là không phải. Mặt trăng thì chỗ nào cũng rọi hết, khắp hang cùng ở hẻm. Nhưng mà do chỗ nào bị chướng ngại thì mặt trăng đó, ánh sáng mặt trăng đó không rọi vào được. Tất cả chúng sanh đều là một cái nơi mà Bồ Tát đã quán chiếu và rọi đến cho chúng ta. Nhưng mà hàng ngày chúng ta bị những cái phiền não vô minh, buồn, giận, thương, ghét, chuyện này, chuyện nọ nó chi phối. Cho nên chúng ta không có quán tưởng lòng đại từ đại bi của Bồ Tát ngự trị được trong lòng. Mỗi ngày chúng ta, các Phật tử mà đỡ tâm đến danh hiệu của Bồ Tát thì được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chỉ có trường hợp chúng ta vừa đây thì mọi công việc gia đình, xã hội chúng ta phải tự gác bỏ hết. Vừa đây trong giờ phút này thì các Phật tử mới có lắng lòng, mới hướng đến Bồ Tát. Cho chúng ta ở nơi gia đình thì làm sao mà được cái hoàn cảnh như thế này được? Chuyện này chuyện nọ mới ngồi niệm, một con nó kêu nó réo, hoặc xóm làng có tiếng động này kia kia nọ. Cho nên những cái đó là những cái mà nó ngăn cách ánh sáng của Bồ Tát đến cái tâm linh của chúng ta. Ở tâm linh chúng ta tự tạo nên những cái lùm cây, tạo nên những cái ngôi nhà tranh vách đất, nhà ngói, nhà lầu, che mất ánh sáng của mặt trăng. Chứ Bồ Tát lúc nào cũng chiếu khắp hết các Phật tử hết, rọi hết trung răng cùng ở hẻm. Các loài chúng sanh mà bò bay mấy cửa vi tớ con trùng, Bồ Tát còn rọi chiếu say. Các vị thấy là Bồ Tát có 32 ứng thân đó, cần ứng thân nào thì Bồ Tát ứng thân đó,
mà độ chúng sanh. Nghiệp cái là chúng ta, cái điều kiện chúng ta để mà tiếp nhận ánh sáng Bồ Tát nó khó khăn, nó trở ngại. Cho nên chỉ trường hợp các Phật tử vừa đây thì mọi công việc gia đình xã hội chúng ta đều gác bỏ hết, cũng nhớ đâu có được. Bây giờ có đứa con đứa cháu nó tới nó kêu bà kêu ông kêu đâu được nữa, làm sao tới đây mà kêu, ở nhà nó kêu được. Cho nên là chúng ta phải tập trung về một cái địa điểm đông đảo như thế này mà mỗi người đều là tâm Phật hết, đều là có cái Phật tánh sáng suốt, bị nó ngăn che thôi chứ ai cũng có Phật tánh sáng suốt hết. Thì đồng loạt mười mấy ngàn người hôm nay mà đồng khởi cái tâm đến Bồ Tát đảnh lễ cầu nguyện Bồ Tát thì chắc chắn là cái ánh sáng của chúng ta sẽ tiếp thu được ánh sáng của Bồ Tát. Mỗi người cũng tiếp thu hết. Cho nên chính trong cái giờ phút này ở trên không trung đây có vô số ánh sáng rọi khắp trên không gian, và ánh sáng của Bồ Tát Quán Thế Âm ngài rất là hoan hỷ được thấy bao nhiêu ngàn chúng sanh hướng vào ngài, ngài rất là hoan hỷ. Thì mỗi tâm niệm của chúng ta, các Phật tử, chúng ta cầu việc gì, nguyện việc gì thì ánh sáng của Bồ Tát đều ban bố cho chúng ta hết. Có thể rằng có nhiều Phật tử vì đau nhức chịu không được, uống thuốc không lành, đi đến đây đó lại cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho gặp thầy gặp thuốc, hay là gia hộ cho được lành bệnh, hay là có những cái hoàn cảnh các Phật tử trong gia đình con cháu nó nghịch ngợm, nói nó không nghe mà làm cho cha mẹ ông bà buồn. Thì lúc bây giờ đây các Phật tử đến đây mà phát cái tâm thanh tịnh lên đó, thì cái ánh sáng đó sẽ chiếu phá những cái khúc mắc đó. Cho nên trong mười mấy ngàn người ở đây thì mỗi người có một cái tâm nguyện, có một cái ý chí, và mỗi người có một hoàn cảnh để mà cầu nguyện Bồ Tát. Chắc chắn là với lòng từ bi Bồ Tát thì mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái tâm nguyện của các vị mình thành kính mình dâng lên thì được sự giúp trì của Bồ Tát. Thấy không? Ánh sáng Bồ Tát tiếp nhận những cái tâm nguyện của mình, không phải mà đích thân Bồ Tát hiện thân tới trước mặt mình để mà tiếp nhận mình đâu. Nội một ánh sáng của Bồ Tát chiếu vô lượng vô số cõi rồi. Đức Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm phóng một ánh sáng đến đây thì nhiếp thọ hàng mấy chục ngàn người nơi đây là mấy chục tỷ người trên thế giới. Nhưng mà chỉ cái điều kiện nào mà nó thuận tiện, điều kiện nào mà không còn bị ngăn cách nhà cửa bụi cây thì ánh sáng chiếu đến. Hôm nay thì các vị ở đây chuẩn bị hết cái tâm hồn hướng về với Bồ Tát rồi, thì mỗi người tôi tin chắc là mỗi cái tâm nguyện của các vị như thế nào thì có ánh sáng Bồ Tát đã rọi vào và gia hộ cho các vị, cho chúng ta. Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những độ và cứu những cái khổ của chúng sanh trong cuộc đời thế giới Ta Bà này, mà cái đại nguyện lớn của ngài là phải làm sao đưa tất cả chúng sanh được trở về với một cái thế giới an lạc nhất. Cái thế giới nó không còn sanh già bệnh chết. Bây giờ Bồ Tát độ cho chúng ta nơi đây cũng thiếu độ một cái góc độ nào đó thôi, chứ còn cái cảnh sanh già bệnh chết chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn có,
chúng ta còn đương mang theo đây, hiểu không? Có ai mà trong đời có ai mà tránh được tránh già được không? Ai cũng phải già hết. Ai có ai trong cái bao nhiêu ngàn người tránh được cái cảnh buồn giận thương ghét không? Không buồn thì giận, mà không thương thì ghét. Mấy cái đó nó chi phối hàng ngày của chúng ta mà làm cho chúng ta bị luân hồi, bị đau khổ. Mục đích của Bồ Tát ứng thân là tạo cái điều kiện vớt chúng sanh lên khỏi cái dòng sông nước đục rồi. Rồi Bồ Tát phải dạy như thế nào cho chúng ta được cảnh giới an lạc. Cái đó là cái cứu cánh. Cho nên các vị thấy ngoài cái ứng thân Bồ Tát đi một mình, hình tướng của Bồ Tát đứng một mình trong mọi nẻo đường độ chúng sanh, còn có cái bức tượng ở Đức Phật Di Đà đứng trên giữa, còn Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí đứng hai bên. Đứng hai bên để chi? Để mà tiếp nhận chúng sanh. Hãy Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp chúng sanh vừa tới đâu thì hai vị Bồ Tát đó đưa cái linh hồn của chúng sanh đó vào trong cái hoa sen để mà sanh ra cái thân ở nơi thế giới cực lạc. Cho nên cái hành nguyện Bồ Tát lớn lắm. Ngoài cái cứu khổ chúng sanh ra, còn phải tạo cái điều kiện mà đưa chúng sanh vừa cảnh giới an lạc. Đức Đại Thế Chí, Ngài không dạo khắp ở trong thế giới này, ban vui cứu khổ như Đức Quan Âm, mà Ngài đứng ở thế giới cực lạc và hiện thân khắp vô lượng thế giới để tiếp độ chúng sanh thôi, giờ cực lạc thôi. Còn Đức Quan Âm là giải quyết cái khổ nhất của chúng sanh trước, cứu cho chúng sanh khỏi những cái tầm luân mô ở khổ, rồi mới dắt dẫn chúng sanh trở về nơi thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta càng niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta còn cảm thấy sự thành kính của chúng ta với Bồ Tát không bao giờ nói cho hết được. Thấy cái tình thương của Bồ Tát đối với chúng ta vô cùng vô tận. Chỉ tiếc rằng cái tình thương bao la đó mà chúng ta không có tiếp nhận được bao nhiêu, mà chúng ta cứ tiếp nhận mãi cái sự buồn giận thương ghét cho cuộc đời, tiếp nhận những cái phiền não vô minh ở trong cuộc đời hàng ngày chúng ta. Còn cái ánh sáng từ bi hỷ xã của Bồ Tát chúng ta tiếp nhận rất ít. Một năm thì các Phật tử vừa lạy được 3 kỳ. Tôi nghĩ các Phật tử không phải vừa lạy 3 kỳ, 4 ngày như này là xong đâu. Mà khi vừa đến nhà, lúc nào các Phật tử cũng quán tưởng cái lòng từ bi vô ngại của Bồ Tát ở sát bên mình, gia hộ mình được an lạc. Cái đó là cái điều quan trọng đó. Mình giờ lạy xong rồi chùa rồi, ở chùa rồi về nhà, luôn luôn lúc nào cũng quán tưởng Bồ Tát, luôn luôn ở trên ánh sáng hào quang trên đầu mình, gia hộ mình, lúc nào mình cũng nhớ đến cái lòng từ bi vị tha chiếu soi cho mình của Bồ Tát. Như vậy á, chúng ta mới đạt được cái sự thành tâm mà nhớ đến Bồ Tát. Cũng như đứa con nó xa cha mẹ mà chỉ 1-2 ngày hay nửa tháng nó mới nhớ, nó kêu cha kêu mẹ 1 tiếng, cái đó nó chưa thấm vào đâu đâu. Mà đứa con đó mà muốn gặp cha gặp mẹ thì trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ đến cha, đều nhớ đến mẹ. Thì người cha mẹ thế nào cũng gặp con được hết á. Ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng kêu cha, ngày nào cũng kêu mẹ. Thì người cha mẹ ở xa bằng cách nào đi nữa cũng nóng ruột, cũng tìm cách chạy về thăm con thôi.
các vị cố gắng mỗi ngày khi lạy Phật ở đây xong rồi về nhà nhớ niệm danh hiệu của Bồ Tát, coi là một cái vị mà ban bố cho tất ta, cho chúng ta những niềm an lạc, niềm hạnh phúc, niềm an vui nhất, nhớ niệm mỗi ngày thì các vị sẽ được Bồ Tát là gia gia hộ. Thì hôm nay tôi rất là hoan hỷ và rất vui mừng được chứng kiến là bao nhiêu ngàn con tim con của Đức Phật mà vừa đây hết lòng thành kính đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi rất là vui mừng và thấy đây là điều hạnh phúc mà bao nhiêu ngàn người đã hướng về với Bồ Tát, hướng về với Đức Phật. Cầu nguyện các vị sau cái lễ này thì hãy thường niệm danh hiệu của Bồ Tát và nghĩ đến cái chủ đích của Bồ Tát là đưa cho tất cả chúng ta về cõi an lạc, hạnh phúc, không còn ở trong kiếp luân hồi sinh tử. Giờ ngày nào chúng ta còn ở kiếp luân hồi sinh tử, ở trong cái thế giới này, các vị hãy nhớ đến Bồ Tát, hãy niệm danh hiệu Bồ Tát, để cầu Bồ Tát tạo cái điều kiện để cho đưa các vị trở về với Đức Phật. Tôi cũng thành tâm cầu nguyện Bồ Tát gia hộ chiếu sáng ánh quang minh đến mọi tất cả các Phật tử ngày hôm nay và mãi mãi và sau, và những cái người Phật tử mà có duyên niệm đến danh hiệu Ngài chắc là chắc chắn là sẽ được Ngài nhiếp thọ và sẽ đưa những đứa con lưu lạc này trở về nơi cảnh giới an lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, các đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp và phát Bồ Đề Tâm đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, 4 ngày là 2000 lại. Hôm nay đệ tử chúng con đã lễ được 2 ngày và hôm nay chúng con nương vào hạnh nguyện Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm, khi lễ danh hiệu Ngài xong thì chúng sanh được nhờ đó là chúng con làm lễ phóng sanh. Tất cả những con chim này nó đang bị nhốt trong lòng như đang ở tù, cũng như chúng ta ở tù mà ai thả mình rất là mừng. Bây giờ những con chim này đang bị nhốt ở trong lòng đây, chúng ta nương vào hạnh nguyện Bồ Tát Đại Từ Đại Bi và chúng ta phát lòng từ bi ăn chay và còn phóng sanh. Đó là hạnh từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên chúng ta hôm nay nương vào hạnh nguyện của Ngài để thả tất cả những chúng sanh này. Và đệ tử chúng con nguyện đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây được chùa chiền mà chúng ta đến đây để được tu hành. Nhờ công đức này hồi hướng cho Ngài mà Ngài có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, và quý vị luôn luôn phát Bồ Đề Tâm tu hành tinh tấn cả đời chuyên nhất niệm Phật, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức đều được hưởng những công đức này. Nguyện tất cả quán thân cháy chủ hay tất cả chư hương linh theo đòi nợ, tất cả các vị đều hưởng được những công đức này, nên hộ trì Tam Bảo, hộ trì tất cả những người tu này, giúp cho họ đều phát Bồ Đề Tâm, hưng khởi tính tâm niệm Phật, tu hành sức khỏe tốt, để họ tu hành xong hồi hướng cho chúng ta, để chúng ta cùng hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay tất cả những chú chim này được hạnh nguyện từ bi của Bồ Tát mà các vị được thả, hôm nay được quy Phật, quy Pháp, y Tăng được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo nghe danh hiệu Phật và cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được cô thả đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc quý vị tối nay ngủ ngon nha. Yeah.